Hôm nay tôi phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam. Bộ chuyển số cho dòng xe Mini Cooper, phiên bản Mini Cooper R50, 55, R56 và R57. Bộ chuyển số là sản phẩm chính hãng, được công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn của Mini. Bộ chuyển số sẽ bao gồm phần chuyển số và phần dây cáp chuyển số. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe Mini Cooper cũng như các dòng xe nhập Mỹ và nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.